chân lễ đài chính, chúng con thành kính cung thỉnh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức trong ban chứng minh sẽ quan lâm nơi lễ đài phía trên an tọa chứng minh cho khóa lễ của chúng con được ân chiêm công đức. Kính cung thỉnh quý ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, để cho pháp hội tối hôm nay được sự chứng minh của hồng ân tam bảo, giờ đây chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa, và giờ đây nhằm đem lại không khí vui tươi cho đại lễ tối hôm nay, chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, kính mời quý Phật tử đến với tiết mục biểu diễn trống hội và lân sư rồng do đội lân đến từ thành phố Bến Tre biểu diễn cúng dường. Kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời hội chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
Xin Pháp hội đầu tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Ban tổ chức xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến đội Lân Sư Rồng đến từ thành phố Bến Tre đã đem đến tiết mục mở màn thật vui tươi trong ngày đại lễ tối hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức, kính mời hội chúng cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Diệu An dâng lên cúng dường nhân ngày đại lễ tối hôm nay. Kính mong Chư Tôn Đức từ mẫn chứng minh và kính thỉnh quý ngài, kính mời hội chúng đồng thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thay lời cho ban tổ chức chân thành gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ca sĩ Phật tử Diệu An đã dâng những lời ca tiếng hát cúng dường cho đại lễ tối hôm nay. Kính chúc Phật tử cùng gia đình thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình lễ hoa đăng kính vía Đức Phật A Di Đà tối hôm nay như sau: 1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự. 3. Lời huấn từ của Thượng Tọa trụ trì. 4. Đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh. 5. Nghi thức niêm hương cúng dường. 6. Tuyên đọc và đảnh lễ 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. 7. Dâng nến cúng dường. 8. Lời tri ân của ban tổ chức, hồi hướng và kết thúc đại lễ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử, pháp môn Tịnh Độ niệm Di Đà, sanh tử ưu phiền chóng vượt qua, sống thời an lạc tăng phước huệ, vãng về cực lạc đỏ sen hoa. Vào thời Tống bên Trung Quốc, một gia đình họ Vương có người con trai tự là Xuân Huyền. Lúc thiếu thời, Xuân Huyền thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến cả muôn thú. Có lần một bầy dê đã quỳ mọp để nghe ngài tụng kinh. Lớn lên, Xuân Huyền được vua Văn Mục tuyển dụng cho làm quan trông coi về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công quỹ mua cá trạnh đem đi phóng sanh. Việc phát giác ra, Xuân Huyền bị triều đình xử ngài tội tử. Lúc sắp đem đi chém, vua Văn Mục bí mật cho người rình xem và dặn rằng, nếu thấy Xuân Huyền nhan sắc thản nhiên, không tỏ ra lo sợ buồn rầu thì không được chém, mà phải đem về trình lại. Khi đến pháp trường, Đao Phủ thấy Xuân Huyền trước sau vẫn an nhiên, bèn dẫn Xuân Huyền về điện diện kiến vua. Khi vua hỏi duyên cớ vì sao thì ngài đáp, tôi tự dụng của công đáng tội chết, nhưng toàn bộ số tiền đó tôi dùng vào việc phóng sanh cứu được muôn ức sinh mạng, thì dù thân này có chết cũng được vãng sanh về cõi cực lạc, vì thế nên tôi không lo buồn. Vua Văn Mục nghe qua cảm động, bèn ra lệnh tha bổng và Xuân Huyền xin xuất gia, được vua đồng ý. Sau đó người ta thỉnh ngài làm chủ trì chùa Vĩnh Minh và được gọi là Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài chuyên chú về pháp môn Tịnh Độ, lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì 108 điều thiện, trong đó có hai điều đặc biệt là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Ban đêm ngài qua núi khác để niệm Phật. Những người ở gần đó vào đêm khuya thường nghe tiếng niệm Phật hòa cùng tiếng nhạc trời trầm bổng du dương, nghe thanh tịnh đến lạ thường. Đại sư Diên Thọ thường truyền dạy giới Bồ Tát, dẫn dắt những ai có hữu duyên đi vào đạo. Ngài luôn mua chim cá phóng sanh và lập trai đàn chẩn tế cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại sư còn soạn ra nhiều sách hướng dẫn về cách tu Tịnh Độ, có nội dung rất thiết yếu, có giá trị về sau này. Một hôm, có vị vua tên là Ngô Việt, khi đến chùa Vĩnh Minh lễ Phật, hỏi Đại sư Diên Thọ, bạch hòa thượng, trừ hòa thượng ra, hiện giờ còn có bậc cao tăng nào khác nữa không? Đại sư Diên Thọ liền đáp, có một vị hòa thượng pháp tên là Hành Tu, chủ trì chùa Pháp Tướng. Khi mới sanh ra đã có đôi tay dài chấm tới vai. Hòa thượng ấy chính là Đức Phật Định Quang thể hiện ra. Nhà vua bèn tìm đến hòa thượng Hành Tu, cung kính đảnh lễ và gọi hòa thượng Hành Tu là Phật Định Quang. Hòa thượng nghe thế liền bảo, ông Đại sư Diên Thọ thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là Phật A Di Đà thể hiện ra đó. Nói xong, hòa thượng Hành Tu ngồi yên mà viên tịch.
Nghe nói Hòa Thượng Diên Thọ là Phật A-di-đà thị hiện, nhà vua vội vã trở về chùa Vĩnh Minh, mong gặp Đại sư Diên Thọ để hỏi rõ sự việc, thì cũng hay tin Đại sư cũng đã thị tịch trước đó vài tiếng, thọ 72 tuổi. Từ đó, người đương thời truyền nhau, Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là Phật A-di-đà ẩn thân ra, cho nên hàng xuất gia cùng tại gia đã lấy ngày sinh nhật của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là ngày 17 tháng 11 âm lịch, làm ngày lễ ví Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, hàng năm, cứ vào tháng 11 âm lịch, lòng người con Phật là trở lên niệm tri ân, báo ân vô hạn đối với Đức Phật A-di-đà, đấng cha lành trong ba cõi, từ phụ của chúng sanh. Đức Phật A-di-đà đã với nguyện lực từ bi rộng lớn, đã phát 48 đại nguyện để cứu độ chúng sanh, vượt qua sông mê, biển khổ, sanh tử luân hồi. Chúng sanh được tái sinh về nước của Ngài, hưởng được sự an vui và tiến về Phật quả. Nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử thể hiện lòng tri ân Tam Bảo, tri ân Đức Từ Phụ, hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm Kỷ Hợi, chùa Vạn Phước Trang Nghiêm long trọng thiết lễ hoa đăng kính vía Đức Phật A-di-đà để tỏ bày tấm lòng hiếu kính của người con Phật. Đây chính là lý do của lễ hội hoa đăng tối hôm nay. Nam Mô A-di-đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa quý Phật tử, đạo hữu gần xa, quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ tối hôm nay, ban tổ chức chúng con thành kính đảnh lễ và cung kính được giới thiệu trên lễ đài trên Hòa Thượng Thượng Trí Hà Hiển, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Thượng Tọa Thượng Trí Hạ Định, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Hòa Thượng Thượng Đức Hạ Thành, trụ trì chùa Vinh Thọ, huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Hòa Thượng Thượng Trí Hòa Huệ, chùa Bụ Tháp, huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Hòa Thượng Thượng Nhuận Hà An, trụ trì chùa Tân Lâm, huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Thượng Tọa Thượng Phước Hạ Trí, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo tỉnh Bến Tre, trụ trì chùa Vạn Phước. Chúng con thành kính được giới thiệu Thượng Tọa Thượng Nhuận Hà Ngộ, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Đại Đức Thích Huệ Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Đại Đức Thích Vước Minh, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Thượng Tọa Thượng Trí Hạ Hiền, trụ trì chùa Huệ Lâm, huyện Bình Đại. Chúng con thành kính được giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại. Và chúng con thành kính được giới thiệu Thượng Tọa Thượng Huệ Hạ Xuân, trụ trì chùa An Lộc, huyện Bình Đại. Và ban tổ chức chúng con cũng xin thành kính được giới thiệu có rất đông Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện trong huyện Bình Đại cũng như các huyện bạn đã trở về tham dự buổi lễ tối hôm nay. Chúng con xin cung kính được giới thiệu chung Nam Mô A Di Đà Phật. Và ban tổ chức chúng tôi cũng trân trọng được giới thiệu có rất đông quý Phật tử đến từ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũng như các tỉnh bạn. Các cộng tác viên của đài truyền hình cũng đã về đây tham dự và đưa tin đại lễ hoa đăng kính vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Vạn Phước tối hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu chung Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni chứng minh, kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, nhằm để pháp hội đạo tràng hiểu thêm về công hạnh của Đức Phật A Di Đà cũng như về pháp môn niệm Phật, trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì chùa Vạn Phước Thượng Phước Hạ Trí sẽ có đôi lời huấn từ đến với toàn thể pháp hội đạo tràng tối hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni, hôm nay hạnh phúc hân hoan, cơn duyên lành đến. Các Chư Tôn Hòa Thượng cũng không quản đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan
vì tinh thần mà tu tập, mà vì đó phát tâm để trở về đây để giữ Phật A Di Đà. Chúng con cũng được cầu mong mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni và cùng các cả Phật tử được hiện diện, nam nữ Phật tử đồng tu ở nơi đây. Con cũng xin Tăng Sai cũng chia sẻ ít lời những tâm nguyện của mình và đến với Phật tử, toàn thể Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử kính mến, hôm nay ta về đây những không khí tràn đầy ngập an lành và ta hài hòa điều hòa thông thiên địa nhân hòa. Hôm nay ta về đây vía Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là ngài được tiếp vãng được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy là thượng phẩm thượng sanh, tung phẩm tung sanh, hạ phẩm hạ sanh, ngài A Di Đà đều tái lại được tất cả mười phương chư Phật. Nếu thiện nam nào, thiện nữ nào, thiện nữ nhân nào phát nguyện một lời khởi nguyện thôi thì A Di Đà và cùng đại chúng được cảm ứng, được tiếp độ cho các thiện nam đó. Ở trong thế giới cực lạc, ngài đã phát nguyện 84 lời thời nguyện, nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng nguyện lực về phần độ sanh. A Di Đà chỉ khởi nguyện mình không thỉnh nguyện ngài, ngài cũng sẽ đến cứu mình. Tại vì nguyện lực của ngài, ngài nguyện tất cả chúng sanh A-tu-la ngạ quỷ súc sanh, khắp cả bàn sanh thấp sanh, ai chỉ khởi nguyện tâm thì ngài sẽ đến phóng điển hào quang đó, đi đến để rước một cái người khởi nguyện đó. Bởi vậy A-di-đà không cần khởi nguyện, chỉ khởi tâm thì A-di-đà sẽ cảm ứng đến những cái tâm. Bắt đầu từ tâm mà sanh tướng, tướng sanh ra vạn vật. Bởi vậy từ ngay chỗ tâm mà thanh tịnh thì quý vị sẽ xuất hiện tướng hảo quang minh. Thì mỗi con người có được nhiếp tâm, nhiếp niệm, nhiếp định, định lực cho mình rồi thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó sẽ đem đến những sự đẹp đẽ, nghiêm trang. Ngài Bảo Tạng Bồ Tát nói rằng tất cả tông thượng duyên bù đồ này, ai khể tâm một niệm Phật A Di Đà thì ta đã cứu người đó bất cứ hoàn cảnh như thế nào. Quý vị thấy công đức lớn không? Mà Phật tử niệm một câu cho đến 10 câu, 100 câu đến 1000 câu, 1 vạn câu, 1 tỷ câu mà không thấy ai để thành tựu hết. Hôm nay chúng ta cũng phải ngồi lại để quay lại nhìn lại những cái sự niệm Phật của chúng ta có loạn tâm không? Có vọng động không, vọng niệm không? Nếu chúng ta để nhiếp niệm trong giây phút này, để chúng ta thấy được những sự hài hòa, cảm ứng cực độ, tâm quốc độ cực lạc của A-di-đà, để chúng ta thành tựu viên mãn trong đời này. Không phải ở thế giới cực lạc, ở trên thế giới cực lạc mới có thế giới cực lạc, mà Đức Phật cho chúng ta được nhận ra một thế giới cực lạc là ở trong gì? Trong sự thức tỉnh của chúng ta, trong sự giác ngộ của chúng ta. Thì thế giới cực lạc nó sẽ đem những sự an lành, an hòa, hài hòa, thiên địa nhân hòa sẽ cho chúng ta được sự sống trong an lành, ánh sáng của mười phương pháp giới. A Di Đà Phật kế cận bên đó cũng chia sẻ với các Phật tử chùa Vạn Phước mấy lâu nay, trải qua quá trình khó khăn gian khổ mà từ ao bào đìa sông gạch được cái sự nhân duyên, được đầy đủ nhân duyên, hôm nay cũng Phật tử yêu cầu mong mỏi được cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được trở thành viên mãn đem vào một thế giới tâm linh. Mà hôm nay cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chiều cao 54 mét, hôm nay thầy
đang khởi nguyện mong tất cả Phật tử đạo hữu vì đắp thân mình như đắp thân Phật, mà đắp thân Phật như đắp thân mình, đắp thân Phật toàn vẹn, thân mình toàn vẹn. Lúc khó khăn Phật tử đều phát tâm phát nguyện để vượt qua khó khăn, vậy là hút khó khăn đó thì ta sẽ làm được những việc này. Tại vì khi Phật tử là vì là đã quá hạnh phúc rồi. Tại vì khi bây giờ quý vị, quý thầy cũng vậy, người ta kêu Hòa Thượng, Chư Tôn, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng. Còn Phật tử là một Phật tử rồi. Phật tử là đã mình đã là Phật rồi. Mà mình phải kiến tánh, kiến thức thì mình đã là Phật rồi. Bởi vậy mình không nhận mình ra Phật, mà mình chạy đáo, chạy Tây Đàn đi kiếm Tây Phương. Mà mình kiếm luôn luôn như vậy thì làm sao mà thành tựu được. Mình phải chuyển hóa cách sống, việc làm, mặn thức ra để đánh thức được chính mình, quay về những Phật chính mình. Thì Phật tử thấy an tụ trong chánh niệm, an tụ trong chánh định, an định đông mặc định, thì chúng ta sẽ có định lực cho chúng ta con phương hướng, con đường chúng ta giải thoát rồi. Đó là một con đường thoát hiểm của chúng ta, là con đường cuối cùng của cuộc đời, trong cái mà ta hàng hữu. Cuối cùng cuộc đời, những sự tu tập của chúng ta là ngay chỗ đó. Mong các Phật tử cũng hướng tâm về Tam Bảo để chúng ta cùng xây đắp dung bồi tượng Quán Thế Âm, để đem những công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều là thành Phật đạo. Trong đó có cụ quyền tâm họ, ông bà cha mẹ, cụ quyền thất tổ, nội ngoại tôn thân, cô bác bạn dì của chúng ta được nhờ hưởng quay lực của Quán Thế Âm Bồ Tát, đem những duyên lành cứu khổ, đem những niềm vui giải thoát cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là tăng sai, hôm nay chúng con mạn pháp bày tỏ tâm nguyện của mình vài lời, mong Chư Tôn Hòa Thượng quan hỷ niệm lòng tha thứ và chú niệm cho chúng con được tăng trưởng công đức và công tình, được tượng Phật Quán Thế Âm được mau thành tựu. Mong chúc cho các quý vị Phật tử thân khởi tâm an, lòng an tâm khỏe, đầy đủ được trí tuệ, mở ra cho mình phương hướng và tu nhân học Phật, thay chuyển hóa cách sống việc làm để chúng ta hướng về đem những cái hạnh phúc đẹp đẽ. Nếu mỗi con người ai có thiện thiện tâm phát tâm và gia đình được quy y hướng về Tam Bảo thì gia đình sẽ được nhiều hạnh phúc an vui. Mà ở trong nước và ngoài nước, nếu ai có được tu như thế thì hạnh phúc thiện lành đem đến tốt đẹp cho những đất nước chúng ta, hạnh phúc cho thế giới hòa bình, sẽ sống trong ăn no hạnh phúc mà không có còn những sự khổ đau. Giống như Phật A Di Đà phát nguyện 84 lời nguyện, nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng vì lời nguyện mà vì phần độ sanh, thì giống như chúng ta cũng vậy. Mình ngộ nhận ra giáo lý của Phật Đà để chuyển hóa cách sống việc làm, để hướng tâm về Tam Bảo, để chỗ điểm tựa tinh thần, để chúng ta định thần định lực, rồi ta sẽ có một cái phương hướng để chúng ta an tâm và hướng về mười phương chư Phật. Nam mô Vô Tạng Thọ Mạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua Thượng Tọa chủ trì chùa Vạn Phước đã đem đến cho toàn thể quý Phật tử những lời dạy bảo vô cùng mộc mạc, nhưng ẩn sâu trong đó là một ý nghĩa vô cùng to lớn. Chúng con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa chủ trì, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, Phật sự chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, trong đại lễ tối hôm nay, ban tổ chức chúng con được cung đón rất đông Chư Tôn Tịnh Đức Quang Lâm chứng minh và tham dự. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại, Thượng Trí Hà Định, sẽ đãi lao cho Chư Tôn Thiền Đức, ban đạo từ đến toàn thể Pháp hội đạo tràng nhân ngày đại lễ tối hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tách Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Tách Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Địch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Tát Tách Đại Chứng Minh. Nguyện bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng. Kính thưa đại đức trụ trì Thích Phước Chí chùa Vạn Phước, kính thưa toàn thể quý nam phật tử, quý mạnh thường quân quân, quý nhà hảo tâm cùng toàn thể quý liệt vị trong dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất. Hàng năm vào ngày này, đại đức trụ trì chùa Giao Phước cũng như chư tăng và Phật tử tại chùa thiết lễ kỷ niệm ngày đản sanh của đức Từ Phụ A Di Đà và chương trình Lễ Hoa Đăng. Thật là một cái công đức to lớn. Hàng năm vì lời phát nguyện của đức đức trụ trì tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Chúng tôi cũng biết rằng ở trong các tự viện trong huyện đều có tổ chức lễ Vía A Di Đà, nhưng đơn giản làm tại tự viện. Tuy nhiên ở nơi này hàng năm có rất đông chư tôn đức trong huyện nhà và các huyện bạn cũng như các tỉnh bạn và toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa. Tôi nghĩ là một cái công đức rất là to lớn. Như đại đức thì vừa nói đó, mình đã niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, tuy nhiên lại mình sao mình không thành tựu được cái đạo quả do cái mình sân hận giận hờn ghen ghét, cho nên chúng ta không có thể nào mà niệm thành tựu được. Cho nên tôi muốn nói vậy, nếu chúng ta muốn niệm chánh niệm Đức Phật A Di Đà thành tựu thì chúng ta phải cởi bỏ hết những cái phiền não, những cái tham sân, những cái ganh ghét, những cái đối kỵ, giận hờn, ngu si mà mình dưới mắt. Có như vậy chúng ta mới thành tựu được cái công hạnh, cái công tu tập của mình, nó mới có thành tựu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta mong cầu ở nơi thế giới Tây Phương, ở bên nào đó nó quyển hoặc xa vời, mà chúng ta phải quán tưởng rằng nơi này là có nơi là cực lạc ở giới hiện tại, nơi nào chúng sanh mọi người chúng ta sống an lạc, sống hạnh phúc, an vui, không có phiền não, không giận hờn, không đấu tranh, không giết chóc, thì nơi đó là cực lạc. Chứ chúng ta không tìm đâu nơi cực lạc nơi phương nào cả. Tôi nói vậy để quý vị tư duy và chúng ta sẽ thấy. Hôm nay chúng tôi phải cảm niệm công đức của đại đức Phước Chí vì cái hạnh nguyện. Vì hạnh nguyện mà đại đức tổ chức như thế này, chúng tôi mong rằng quý vị nên sự tu tập của mình để trở về, chứ chúng ta đừng có phương tiện, đừng có ở quá thành này. Quá thành là nó có phương tiện thôi, mà cái tu tập chúng ta đó phải làm thế nào, phải biết con đường đi, phải trở về bảo sở, tức là nơi bản tâm thanh tịnh, nơi Phật tánh của chúng ta. Nếu không thì chúng ta suốt đời chúng ta có tu tập như thế nào cũng là quá thành thôi. Trong Kinh Pháp Hoa nói mà phải danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn chúng ta sẽ trở về bảo sở, nơi mà chúng ta đã đến. Như Đức Phật, chúng ta đã nói nơi chúng
ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta nhất tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hồi nãy đại đức trụ trì có nói đó, 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn làm hạnh Bồ Tát, nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng đặng về phần độ sanh, thế tử nguyện nào cũng thành tựu cả, trong 48 lời thệ nguyện đó. Cho nên quý tử nên cố gắng chúng ta tu tập làm thế nào. Bây giờ hôm nay là ngày 26 tháng 7 rồi, tháng 11 rồi, còn mấy tháng để Tết Nguyên Đán, còn mấy tháng chúng ta tu tập sao đây, tu tập sao cho nó qua Tết đây, qua Tết thì tu tập tiếp đây, còn không thì chúng ta lần chừng đi về không tới Tây Phương mà sẽ tới Tây Ninh á. Cho nên quý tử thầy mong rằng nói vui, nhưng mà thầy nói thật cho quý tử biết là chúng ta phải là quyết chí tu tập. Nếu chúng ta muốn trở về nơi thế giới Cực Lạc A Di Đà thì chúng ta phải tu tập công phu, phải thật sự công phu mới thành tựu được đạo quả, còn không chúng ta sẽ đi lần chừng không tới đâu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi một lần nữa tán thán công đức của đại đức Thích Phước Chí, trụ trì chùa Giảng Phước, cũng như hàng chư tông chư tăng Phật tử ở tại tự viện đã long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà là ở Hoa Đăng, để tạo cái công đức cho tất cả quý Phật tử gần xa gieo bồi công đức tu tập để thành tựu đạo quả. Và nhân đây đại đức trụ trì đã xây dựng một công trình mà tôi nói ở cả trong nước chưa làm được. Nơi này đại đức Thích Phước Chí trụ trì Dịch Phước đang khởi công xây dựng, công trình đang còn cần sự quan tâm giúp đỡ cúng dường nhiều vấn đề, mà chúng tôi nghĩ rằng các mạnh thường quân, các những nhà hảo tâm, các vị ân nhân, toàn thể quý tử đây và trong hàng chư tăng chúng ta cũng đồng tâm hiệp lực, cũng góp một phần công đức cho đại thức chí hoàn thành cái tâm niệm quan trọng như thế này. Nếu công vĩ đại này thành tựu thì ở đất nước Việt Nam chúng ta chỉ có một mà thôi, chiều cao tượng Đức Quán Âm 54 mét chiều cao, thì quý vị nghĩ nó như thế nào? Thế công đức to lớn. Trên nguyện cầu Phật lực long thiên hộ pháp chư lịch đại tổ sư nơi này gia hộ cho chùa Giảng Phước được Phật Nhật Tam Quy, pháp luân thường chuyển, đại đức trụ trì có nhiều sức khỏe, đạo tâm kiên cố, lập trường vững chắc kiên định để hoàn thành sứ mệnh của mình trước Tam Bảo, trước chư lịch đại tổ sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vang vọng đâu đây giọng nói hiền, những lời pháp nhũ dứt trần duyên, hình bóng chư tăng là biểu tượng, chúng con đảnh lễ nguyện về nương. Chúng con thành kính gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thượng Tọa Chứng Minh đã ban cho toàn thể pháp hội đạo tràng những lời dạy bảo vô cùng ý nghĩa. Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, mọi công tác Phật sự đều được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, trên mười phương chư Phật hiện tọa chứng minh, dưới từ dung của chư tôn đức an tọa tịnh thanh, giờ đây chúng con kính cung thỉnh quý ngài khởi thân niêm hương bạch Phật sái tịnh đàn tràng, để toàn thể pháp hội được ân chiêm công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Trí Hạ Hiển đương vi đệ nhất chứng minh niêm hương. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Nhuận Hạ An đương vi đệ nhị chứng minh niêm hương kim sám chủ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Trí Hạ Định đương vi đệ tam chứng minh niêm hương. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Phước Hạ Trí đương vi đệ tứ chứng minh niêm hương. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Nhuận Hà Ngộ đương vi Duy Na. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Minh Thiện đương vi Duyệt Chúng.
và chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức đồng hộ niệm. Quý Phật tử ngồi ngay thẳng, chắp tay trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Vạn Phước Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Quan Giang Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phát khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Đệ tử từ thời kỷ hội điên thập nhất ngoạc thập lục nhật Việt Nam quốc Bến Tre tỉnh Bình Đại huyện Bình Đại thị trấn cư cung tụ Vạn Phước tự trụ kiêm gì hiện tiền chỉ tôn thiền đức tăng ni hiệp Phật tử nam nữ đại tiêu đăng cung đối Phật tiền thiết lễ qua đăng cập kinh với Đức Phật A Di Đà. Nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Ba Tát Quang Giang Đạo Tràng Từ Bi Gia Hộ Hiện Tiền Đồng Phước Vạn Phước Ca Tự Phật Vật Tăng Quy Pháp Lưng Thường Chuyển Cập Kỳ Nguyện Phong Điều Vũ Thận Quốc Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Dân Dân An Lạc Cập kỳ xe dư cấu quyền thất tổ Lịch đại tông thân chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn Tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Nam thần, nữ chánh đẳng, đẳng chương linh Thừa tư Phật lực quy trí Phật tiền Thỉnh pháp dân kinh giáng sanh Phật quốc Tử quyền hiển tiền Đệ tử Phước Huệ Song Tu Một Khẩu Đắc Di Đà Thọ Ký Giới Hương Định Hương Dư Huệ Hương Giải Thoát Giải Thoát Tri Kiến Hương Quảng Minh Dân Đài Biển Pháp Giới Cúng Dường Thập Phương Tam Bảo Tiền Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Tát qua ta tác đại chứng minh Phật ca chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông chân thế nghị bàn Lười để châu quý đạo tràng mười phương chư Phật cào quang sáng ngời Trước bào tỏa thân con anh hiền thể cuối đầu xin nguyện quý ơi Chí Tam Lành Lệ Nam Mô Tạng Ngữ Công Biến Pháp Giới Hóa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Chư Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo Chí Tam Lành Lệ Nam Mô Ta Bà Giáo chú Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đường Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật Đại Tri Văn Tù Sư Lợi Bồ Tát Đại Ảnh Bố Hiền Bồ Tát Cầu Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Thượng Phật
Bồ Tát. Chư Tam Đàn Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ra 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 ra
565 hiện tiền với tôn thiền đức tăng ni Phật tịch nam nữ đại tiều đẳng cung đối đạo tràng giảng phước tự hiện cung nguyện lễ qua đăng cập kính với đức Phật A Di Đà hải từ quy y tăng ai đường nguyện chúng sanh thọng ly đại chúng nhớ tiếng vô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức niệm hương bạch Phật đến đây đã được thành tựu công đức. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa nơi tọa cụ chứng minh mà chúng con đã kiền bị sẵn. Kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng từ phát nguyện độ sanh, 48 đại nguyện lập hành lạc bang, độ người về cõi Tây Phương, thoát ly biển khổ, bình an đời đời. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đạo hữu gần xa, Đức Phật A Di Đà là một giáo chủ trên cõi Tây Phương Cực Lạc, oai đức không cùng, thệ nguyện rộng sâu, mở môn phương tiện cứu độ chúng sanh. Trong kinh Bi Hoa nói rằng, về hằng hà sa kiếp về trước, có vô chuyển luân thánh vương tên là Vô Chánh Niệm, thống lãnh cả bốn châu thiên hạ, tiếng lành đồn dậy tứ phương, đức từ được nhuần khắp chốn, nên hết thảy thần dân thiên hạ ai nấy đều trọn lòng ái kính. Vua Vô Chánh Niệm nghe Phật Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp và phát 48 lời đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Sau đó nhà vua được Đức Phật Bảo Tạng Như Lai thọ ký sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Minh sẽ trùng tuyên lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và hướng dẫn quý Phật tử đạo tràng dâng nến cúng dường lên Đức Từ Phụ. Kính cung thỉnh Đại Đức Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau mỗi lời nguyện chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức thỉnh một tiếng chuông, và quý Phật tử bên dưới chúng ta xá một xá Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật
A-di-đà. Nguyện thứ nhất, tôi thành Phật được thì nước tôi là nước tịnh thanh, địa hình ngạ quỷ súc sanh thải đều chẳng có sinh thành nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ hai, nước này tịnh giới, đàn bà cùng con gái tịch nhiên, những người trong cõi nhân thiên cùng loài cầm thú chẳng chuyên tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ ba, dân chúng Phật Đà khi cần ăn uống hóa ra sẵn sàng, bát thất bảo bị bàn đựng lắm, trăm món ngon khỏi sắm ở đâu, ăn rồi khí dụng liền thâu, không cần phải rửa phải lau nhọc nhằn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ tư, nhân dân trong nước muốn áo quần khăn lược mão dài thải đều hóa sẵn đủ đầy, khỏi mua khỏi giặt khỏi may cực lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ năm, giáp vòng địa lợi từ đất bằng lên tới hư không, thải đều lầu cát điện cung cùng là cây trái ao sông cửa nhà, các thứ ấy đều là trân bảo cùng bá thiên hoa báo hương thơm, hiệp nhau thành tạo kết đơm, trao dồi trang sức cho làm phần ba, mùi hương ấy xông ra khắp chốn, cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ, chúng sanh hạnh nguyện chuyên trì, tin và tưởng Phật đến thì vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ sáu, dân lành quốc độ thương kính nhau ví tợ ruột rà, không lời qua lại bất hòa, không ganh không ghét hóa ra tranh giành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ bảy, dân sanh trong nước không có lòng bế trược ô dâm, cũng như không có tiếng tục thô, không còn nóng giận hồ đồ ngu si. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ tám, chuyên trì thiền niệm cứ đường ngay tìm tìm lướt đi, nếu ai muốn nói chuyện gì người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ chín, chúng dân từ thiện tai lắng nghe những chuyện không lành, có đâu sự ác tự hành, mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ mười, chúng sanh đều ví hiện nhân là mộng mị mà thôi, vậy nên lòng chẳng nhiễm đời, tánh không tham muốn khắp nơi vui cười. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 11, tiên người tuy khác hình dung đồng một sắc vàng y, mặt mày nghiêm nghị phương phi, trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 12, mười phương thế giới thiên nhân cùng các loài súc sanh hóa thân về cõi lạc thành, chứng ngôi duyên giác thanh văn dị đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 13, thiên nhân trên dải hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư, không hề rõ biết số dư, tại an dưỡng quốc nhiều như cát hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 14, dân hằng quốc độ thải thải đồng trường thọ miên miên, không sao biết đặng số niên, sống lâu vô lượng vô biên kiếp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 15,
dân thời thanh tịnh, trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên. Ly chư loạn tưởng đạo điên, đắc vô phân biệt chứng duyên niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 16 lạc ban dân chúng vui vẻ mà thọ dụng đủ điều, thải đồng với các tỳ kheo, chứng phần vô lậu chẳng theo sự đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 17 khi tôi thành Phật, sẽ giảng kinh thuyết pháp độ sanh, làm cho sở nguyện đắc thành, công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 18 hóa thai khỏi dục, người người đều đắc túc mạng thông, biết hồi tiền kiếp xa trong, hằng hà xa kiếp thải đồng kim sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 19 chúng sanh vạn loại đều đặng rồi thiên nhãn tịnh quang, thấy toàn vũ trụ mười phương, trăm ngàn muôn ức thế gian cục tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 20 tây phương dân chúng, thiên nhĩ thông sở dụng nghe xa, những lời thuyết pháp bủa ra, của trăm ngàn ức Phật Đà khẩu tuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 21 nhân thiên trong nước, tha tâm thông biết được chẳng sai, những điều tâm niệm mỗi loài, muôn ngàn thế giới không ngoài tánh linh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 22 chúng sanh quốc độ, thần túc thông đắc độ dông chơi, bao nhiêu thế giới nơi nơi, vượt qua khắp hết mau thời hơn bay. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 23 tôi nay thành Phật, danh hiệu tôi rõ thật mười phương, Phật và đại chúng tán dương, dân tôi quy phục đại vương thôi hoài. Thiên nhân với các loài súc vật, niệm danh tôi cho thật chí thành, sanh lòng vui vẻ hiền lành, lâm chung sẽ đặng hóa sanh sen vàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 24 ánh quang minh chiếu, nơi đầu tôi tuyệt diệu rõ ràng, mặt trời cùng ánh trăng vàng, tuy là sáng tỏ chẳng bằng Phật quang. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 25 hào quang tôi sáng, khắp cùng nơi chỗ tối khúc quanh, thiên nhân cùng các súc sanh, thấy liền đặng khỏi lòng thành quy y. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 26 bất kỳ nhân thú, trong thập phương vũ trụ vân vân, nhờ hào quang chiếu đến thân, từ hòa tâm tánh hơn dân cõi trời. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 27 tiên người phát ý, tâm bồ đề trì trí giới trai, lục ba la mật quảng khai, làm nhiều công đức chẳng sai một thì. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 28 thiên nhân vũ trụ, nghe danh tôi sấm đủ bị bàn, hương hoa đăng chúc hy hoàng, tràng phan bảo cái cúng dường Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 29 nhân thiên mười cõi, nếu dốc lòng ra khỏi bến mê, hiệu tôi thập niệm chuyên bề, lâm chung sẽ đặng sanh về lạc bang.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 30 thiên nhân cầm thú trong thập phương vũ trụ khôn lường, trước đà tạo tội thường thường, sao nghe danh Phật tỏ tường cung khai. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 31 tiên người mười cảnh, nghe danh tôi lễ đảnh theo về, vui mà tu hạnh Bồ Đề, người người cung kính bốn bề tán dương. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 32 thập phương thế giới, những đàn bà con gái chán đời, phát tâm tín niệm danh tôi, thân sao không có phục hồi nữ nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 33 chúng dân mới tới, quả vô sanh bất thối chứng liền, lại còn quả Phật đoàn viên, ngoại trừ những vị bổn nguyện đồ sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 34 dân lành trong nước, độ chúng sanh sau trước các phương, sợ nguyện sẽ đặng tội lòng, bao nhiêu ác nghiệp ba đường khỏi mang. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 35 các hàng Bồ Tát, muốn cúng dường chư Phật đâu đâu, hoa hương anh lạc trân châu, liền đi khắp đủ vừa hầu bữa ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 36 muôn ngàn báo vật, muốn cúng dường chư Phật chư tăng, ước ra thì có đủ liền, cúng dâng khắp cả về miền chưa trưa. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 37 ai vừa đọc tụng hoặc thọ trì phụng cúng chư kinh, đặng tài biện luận thông minh, lại thêm bát nhã trí lành vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 38 giảng điều pháp lý, đủ viên thông đầy trí huệ tâm, những lời bài giải nguyện âm, nghĩa kinh vi diệu cao thâm đủ điều. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 39 quốc trung Bồ Tát, thải thải đồng giọng đạt kiên cần, mỗi người đều đặng kim thân, 32 tướng tốt đủ phân sắc màu. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn mươi nguyện nước của tôi, thiệt là tinh sạch chiếu sôi khắp màu, chư Bồ Tát ví dầu muốn thấy, cõi Phật nào nghiêm bấy như hà. Thấy trong bụ thọ hiện ra, cảnh nào Phật nấy như là gương soi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 41 mọi đường công đức, Bồ Tát nào cũng được hoàn toàn, đừng nghe đặng thấy đạo tràng, bề cao cho đến 4000 na do. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 42 các đồ vật dụng, quốc độ tôi thiệt đúng tịnh minh, chói ngời hình sắc đẹp xinh, dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đặng đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 43 ai ai trong nước, chí mong cầu nghe được pháp kinh, tự nhiên sở nguyện đắc thành, không chờ mời thỉnh thường tình thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 44 thanh văn duyên giác,
trong nước tôi điều đất oai thần, hào quang tỏ rạng vô ngần, biệt tài thuyết pháp ngang phần pháp vương. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 45 tha phương Bồ Tát, nghe danh tôi tấn pháp phục hành, thải điều đặng pháp tình thanh, định thần giải thoát phước lành thượng ban. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 46 chư tôn Bồ Tát, ở tha phương nghe đặng danh tôi, quy y tinh tấn vừa rồi, định thiền bình đẳng, ban hồi chẳng ly. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện 47 tha phương Bồ Tát, về nước tôi đầy đủ mọi điều, tâm chí nguyện bất thối lui, chẳng thối địa vị, đất màu cao sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nguyện 48 báo màu, tha phương Bồ Tát khấu đầu quy y, chư vị ấy đắc kỳ sở nguyện, nhất nhị tam nhận thiện pháp vương. Pháp môn của Phật khôn lường, bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa cùng quý Phật tử, thay lời cho ban tổ chức, chúng con vừa trùng tuyên 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, phát nguyện trước Đức Bảo Tạng Như Lai để xây dựng nên cõi Tây Phương Cực Lạc, hóa độ chúng sanh vãng sanh về đó, thoát ly sanh tử luân hồi. Và tiếp theo, chúng con được mạng phép kính cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Chứng Minh để chúng con được hướng dẫn quý Phật tử dâng đèn cúng Phật trong lễ hoa đăng tối hôm nay, cho đạo tràng Phật tử được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây quý Phật tử hãy nâng chiếc ngọn đèn hoa sen trước mặt của mình lên ngang trán. Quý vị nâng lên ngang trán và ngồi thẳng lưng lên cho trang nghiêm và thanh tịnh. Ai cũng nâng đèn của mình lên ngang trán để cúng dường cho chư Phật. Và thầy nói như thế nào thì quý vị lặp lại như thế ấy, cho thật là điều, cho thật là rõ, cho thật là to, với tâm thành kính cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà trong lễ hoa đăng tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy mười phương Phật. Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Tăng. Nay trong lễ hoa đăng, con thành tâm dâng nến cúng dường Phật Pháp Tăng. Nguyện chứng minh gia hộ cho chúng con thoát khổ trước sóng gió cuộc đời. Nguyện hết thảy nơi nơi
sống hòa bình an lạc. Nguyện mọi người sống thác, biết niệm Phật Di Đà, biết làm việc lợi tha, không làm điều bất thiện. Nguyện Đức Phật thị hiện, độ hết thảy chúng sanh. Nguyện con luôn an lành, biết trì trai giữ giới. Nguyện con không tự lợi, biết sống vì mọi người, luôn hoan hỷ mỉm cười, sống lợi tha vô tận. Nguyện con không nóng giận, đầy đủ tâm từ bi, xả bỏ tham sân si, biết quay về đường chánh. Niệm Phật là cứu cánh, pháp tịnh độ nhiệm màu, đầy ý nghĩa thâm sâu. Con nguyện hành tinh tấn, Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi xuống một cái. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nâng chiếc đèn lên ngang ngực và mong rằng tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ đạo tràng hiện diện nơi đây, giờ này quý vị hãy chú tâm gửi những lời cầu nguyện chánh tín. Hãy phát nguyện làm nhiều điều thiện, làm nhiều điều lành, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống lợi tha với mọi người. Quý vị hãy gửi những cái tâm nguyện sâu lắng nhất của mình vào ngọn đèn hoa đăng tối hôm nay và cầu nguyện với tha lực của Đức Phật A Di Đà trong đêm hoa đăng tối hôm nay sẽ phóng hào quang lắng nghe được những tâm tư chánh niệm của quý vị để gia hộ cho tất cả quý Phật tử được tinh tấn trên bước đường tu học. Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện trong lễ hoa đăng tối hôm nay. Quý đạo tràng Phật tử đã phát 8 lời nguyện, và 8 lời nguyện này nếu thành tựu sẽ chính là tự lực của quý vị. Khi quý vị có được tự lực thì quý vị sẽ đón nhận được tha lực của Đức Phật A Di Đà. Và để cho những tâm tư, tình cảm, những lời nguyện cầu của quý vị trong lễ hoa đăng tối hôm nay được thành tựu viên mãn thì quý vị hãy nhớ lại 8 lời nguyện của mình vừa rồi. Chúng ta cố gắng thực hành theo. Khi chúng ta thực hành trọn vẹn có nghĩa là chúng ta tinh tấn tu học, bỏ ác hành thiện, trì trai giữ giới, tinh chuyên tham dự các lớp giáo lý Phật học để tìm hiểu kiến thức về Phật pháp áp dụng trong quá trình tu học của mình, thì quý vị làm được như vậy thì tha lực của Đức Phật A Di Đà chắc chắn sẽ xuất hiện nơi tâm nguyện của quý vị. Chúng ta có được tha lực
thì chúng ta sẽ tiếp nhận được tự lực. Giờ đây quý vị hãy hướng lên Đức Phật A Di Đà và niệm theo thầy 3 tiếng niệm Phật. Chúng ta đồng niệm to để cúng dường Đức Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà trong lễ hoa đăng tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị hãy nâng chiếc đèn lên ngang trán và xá xuống ba xá để cúng dường Đức Phật. Sau đó chúng ta nâng ngọn đèn trước ngực như nâng niu ánh sáng của trí tuệ Đức Phật A Di Đà truyền trao cho quý vị trong lễ hoa đăng tối hôm nay. Ngọn đèn hoa đăng tối hôm nay chính là ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn bỏ ác hành thiện của Đức Phật A Di Đà truyền trao. Và mong rằng quý vị hãy giữ gìn và cố gắng thực hiện. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị, tiết mục dâng đèn cúng Phật đến đây đã xong. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức chứng minh cho tấm lòng của Phật tử trong tối hôm nay, và chúng con xin kính lời tri ân trên quý ngài đã chứng minh cho khóa lễ tối hôm nay, đặc biệt là việc dâng đèn cúng Phật của quý Phật tử để cho công đức của Pháp hội Đạo Tràng tối hôm nay được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân trên Đại Đức Thích Phước Minh đã trùng tuyên lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, cũng như hướng dẫn quý Phật tử dâng nến cúng dường trong đại lễ tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây quý Phật tử chúng ta để chiếc đèn đến trước mặt mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử, hơn một giờ đồng hồ trôi qua, đại lễ hoa đăng kính vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Vạn Phước đã thành tựu công đức. Trước khi cử hành nghi thức hồi hướng, xin cho phép ban tổ chức chúng con được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến chư tôn thiền đức. Mặc dù công tác Phật sự đa đoan, nhưng quý ngài đã quan lâm chứng minh và tham dự. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, chánh y song vận, chóng thành đạo quả để dự dắt chúng con trên lộ trình tu học đạo giải thoát. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Phật tử đã phát tâm phục vụ cho công tác tổ chức đại lễ. Quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về tham dự, quý cộng tác viên truyền hình đã đưa tin, vân vân. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử thân khỏe, tâm an, sống an lành trong sự chở che của mười phương chư Phật. Trong lúc diễn ra đại lễ, từ khâu tiếp đón cho đến tổ chức, mặc dù cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, kính mong quý Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho. Giờ đây đại lễ đã hoàn mãn, kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời hội chúng đồng khởi thân làm lễ hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng dân đều trở thành Phật đạo. Cung nghinh cung
thỉnh chư tôn đức hồi quy phương trượng, ban nhạc lễ cử nhạc, toàn lễ hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây thân mời quý Phật tử chúng ta đồng trang nghiêm để cùng đón cung tiễn chư tôn thiện đức quang lâm về nơi phương trượng. Nam Mô A Di Đà Phật.